Dàn cày 5 chảo cho Kubota L3008. Đây là thợ đang hoàn thiện bừa lăn cho Kubota L1245. Lên khung dàn thiện dàn hoàn thiện dàn cày 5 chảo cho Kubota GL53. Đây là quy trình sản xuất đĩa bay chế tạo bừa lăn do cơ khí Vũ Hải, xóm 5 Kim Ngọc 1, Liên Giang, Đông Hưng, Thái Bình sản xuất.